con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Trong đêm thờ Chúa, khói hương tỏa bay lung linh dịu vời. Chúa đang ngự đây luôn bên con từng ngày trên đường dương thế. Chúa vẫn nơi đây dù con không thấy, Chúa vẫn yêu thương. Dù con từ chối, Chúa vẫn bao dung khi con bước chân về. Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Ân tình của Chúa thiết tha nào hơn mãn đã từ trời, dưỡng nuôi hồn con, tim con như chạm vào bên bờ hạnh phúc. Con muốn nói lên rằng con yêu Chúa, con muốn ca khen lòng thương do Chúa trong nắng xuân sang hay khi gió đông về. Chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Nó để hạnh phúc bánh thiêng Ngài ban, con xin trọn đời khắc ghi hồng ân ra đi gieo lời Ngài. Dẫu đời sương gió luôn biết hy sinh vì tình yêu Chúa, luôn biết kiên trung dù buồn thách đố, luôn biết an vui khi không chỗ tựa đâu. Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa Hiển Dung. Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các tông đồ để cho thấy vinh quang của Thiên Chúa và để củng cố các môn đệ trước cuộc khổ nạn. Hôm nay giáo xứ chúng ta cũng vui mừng cùng với 54 em thiếu nhi, trong đó có 30 em nam và 24 em nữ được xưng tội rước lễ lần đầu, và cùng với 54 em là 54 gia đình chúng ta, các bậc làm cha mẹ, chúng ta cùng hân hoan chúc tụng tạ ơn Chúa bằng một tràng pháo tay. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em hôm nay được rước Chúa lần đầu để có một cảm nghiệm sâu xa về Chúa như Thánh Phêrô trên ngọn núi Ta-bo ngày nào lạy Chúa: chúng con ở đây thật là hạnh phúc. Để lời cầu nguyện cũng như lời tạ ơn của chúng ta được Chúa thương chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm thống hối mọi lỗi lầm. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Ngàn dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.
trong vinh quang Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi con một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển người, Chúa đã dùng hai chứng nhân cựu ước là ông Mô-xê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các tông đồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời con một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách Daniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai tòa xong, và một vị bô lão ngự trên ngai, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy, một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt người. Hàng ngàn kẻ phụng sự người và muôn vàn kẻ trầu trực người. Người ngự tòa xét xử và các quyển sách đều mở ra. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đói đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị bô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa. Ngài là đấng tối cao trên toàn cõi đất, trên mọi vua chúa. Chúa hiền trí, địa cầu nào hãy mừng vui, hai đấng ngàn hãy gieo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa, và muôn dân tộc được thấy vinh quang Ngài. Soi bừng lên cho kẻ lòng ấy, hoan hỉ muôn vàn dành cho ai chính ta. Nào hãy vui mừng và gieo vang trong Chúa, nào hãy ca tụng này thánh danh của Ngài. Đôi sụp tan trước thánh nhan Chúa,
trên khắp thế nhân. Nào hãy vui mừng ngợi công chiến của Chúa, vì Chúa nhân từ là phúc ân cao vời. Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, chúng tôi không theo những chuyện bày đặt khôn khéo để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: Này con ta yêu dấu tôi, này con ta yêu dấu Người đẹp lòng ta. Các ngươi hãy nghe lời Người. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống lúc chúng tôi ở với Người trên núi Thánh, và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri. Anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu gọi Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Mô-xê và Ê-li-a hiện ra và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Mô-xê và một cho Ê-li-a. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Nghe thấy vậy các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, mỗi một lần dâng lễ cho các em xưng tội rước lễ lần đầu, tôi rất là xúc động vì nhớ lại cái kỷ niệm ngày mình được lãnh bí tích giải tội và được rước Chúa lần đầu. Tôi được xưng tội rước lễ lần đầu năm 1982, tức là đã cách đây 38 năm. Khi đó tôi mới có 8 tuổi thôi. Và ngày đó vì các đức giám mục không thể về cho thêm sức được, cho nên vừa xưng tội lần đầu vừa được thêm sức luôn trong một lễ. Có lẽ ngày hôm nay ít có em cỡ 7 tuổi, 8 tuổi mà được xưng tội lần đầu, vì chúng ta đều lớp 3, lớp 4 rồi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ ngày đó tôi được chọn trong số các bạn dâng của lễ, và tất cả những em được chọn dâng của lễ, các bạn nam đều mặc quần trắng, áo trắng. Tôi cũng mơ ước là có thể không thực hiện được năm nay, sang năm các bạn sẽ mặc quần trắng, áo trắng, nhìn rất là oách, như thành phố vậy, rất đẹp. Và đi rước ở dưới cuối nhà thờ lên, cầm nến trong tay, cảm giác rất là xúc động. Và cái kỷ niệm đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của tôi, mặc dù khi đó vẫn còn non nớt. Rồi khi tôi có một người chị họ, chị ấy sinh năm 1945 và chị ấy được rước lễ lần đầu cũng 7 tuổi năm 1952 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Và năm nay chị ấy đã 75 tuổi nhưng mà chị vẫn còn giữ được cái bức ảnh chụp năm 1952, 68 năm về trước. Và cái bức ảnh mặc áo dài, đội khăn voan, quỳ trước gian cung thánh để rước Chúa lần đầu. Và chị có nói với tôi thế này: mặc dù chị trải qua rất nhiều những thăng trầm của cuộc sống, đi qua hai đời chồng, nhưng chị nói với tôi rằng chị không bao giờ quên Chúa, không bao giờ bỏ Chúa, bởi vì cái bức ảnh này vẫn còn đi theo chị. Cái kỷ niệm đó sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim của chị ấy. Và đó là lý do vì sao mỗi một lễ cho các em rước lễ lần đầu, tôi đều cho các bạn rước Chúa dưới hai hình bánh rượu và quỳ gối để rước Chúa, để thể hiện mình đang đón nhận một bí tích thánh thiêng. Cho nên khi chúng con rước Chúa vào lòng, chúng con quay trở về ghế, quỳ xuống cầu nguyện để kết hợp nên một với Chúa, chứ không phải là rước Chúa xong rồi chạy cười đùa rồi không ý thức gì cả. Đôi khi cả người lớn chúng ta cũng cần phải ý thức lại cái việc này. Khi chúng ta đón rước mình Thánh Chúa là một bí tích thánh thiêng, và chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay phục vụ lời Chúa cho chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Dung thật là tốt đẹp. Khi tôi chọn cái ngày này để cho các em được xưng tội rước lễ lần đầu, Chúa Giêsu đưa 3 môn đệ đi lên một ngọn núi cao và Ngài biến hình trước mặt các ông. Mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các tông đồ. Và như chúng ta ngắm ở trong năm sự sáng ngày hôm nay, ngắm thứ tư, thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi, ta hãy xin cho được ơn biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. Con người chúng ta chỉ có thể biến đổi
khi có ơn của Chúa. Còn không thì chúng ta cứ trơ trơ như gỗ đá vậy thôi. Cho nên chúng ta rất cần ơn Chúa. Và để có thể được biến đổi cùng với Chúa, chúng ta cũng được mời gọi đi theo Chúa lên một ngọn núi cao. Lên ngọn núi cao nghĩa là gì? Nghĩa là bỏ lại tất cả những thứ trần tục, những sự tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, con người đầy tham luyến của mình, để rồi được lên núi với Chúa. Như trong Thánh Vịnh cũng có một lời: kẻ tay sạch lòng thanh mới được lên núi thánh. Khi chúng ta trèo lên ngọn núi, chúng ta phải bỏ lại những gánh nặng của trần thế này, những tham lam, những sân hận, những thù hận, để rồi chúng ta buông bỏ, con người nhẹ nhàng, thanh thoát, chúng ta mới gặp được Chúa. Hôm nay Thánh Phêrô cảm nghiệm tình yêu của Chúa, sự biến hình của Chúa, ông đã thốt lên: lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chớ gì ngày hôm nay các em cũng cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, chúng con được rước Chúa, thật là hạnh phúc vì có Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng con. Và cái kinh nghiệm của Phêrô trên núi thánh đã được Ngài viết lại trong thư gửi cho các giáo dân của mình. Trong lá thư thứ hai, Thánh Phêrô viết rằng: chúng tôi đã nghe tiếng người, này là con ta yêu dấu, người đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa, là lời nói tiên tri. Anh em nên nghe theo lời đó. Nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em. Như vậy Thánh Phêrô chia sẻ lại cái kinh nghiệm đó và mời gọi chúng ta để được biến đổi nên giống Chúa. Chúng ta hãy nghe lời Chúa, như lời của Chúa Cha phán trong đám mây rằng: đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Hôm nay các con được rước Chúa lần đầu, chúng con cũng được mời gọi hãy lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống. Chúng con sẽ biến đổi tâm hồn của mình, trở nên những con người ngoan hiền trong gia đình, trở nên những con người có ích cho xã hội và cho giáo hội tương lai. Cộng đoàn hiện diện hôm nay cùng cầu nguyện cho các em, đặc biệt các bậc làm cha mẹ. Như hôm qua tôi nói, anh chị em hãy thắp sáng lên ngọn lửa cầu nguyện trong các gia đình. Tôi tha thiết mời gọi các gia đình mỗi ngày hãy dành lấy 5-10 phút để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện lần chuỗi mân côi. Nếu chúng ta kiên nhẫn và cầu nguyện kiên trì liên lỉ, chắc chắn sẽ có được ơn của Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và chúng ta cũng có thể truyền lại niềm tin cho con em của mình, để rồi con em của chúng ta tiếp tục trở thành những chứng nhân của Chúa trong cuộc đời và trong xã hội ngày hôm nay. Để kết thúc, tôi xin mời anh chị em cùng với các em thiếu nhi chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đã đưa 3 môn đệ đi với Chúa lên ngọn núi cao. Chúa đã biến đổi hình dạng trước mặt các ông, và có tiếng của Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Thánh Phêrô đã được chứng kiến hình ảnh đẹp đẽ của Chúa và đã thốt lên: lạy Thầy, chúng con được ở đây thật
hạnh phúc. Hôm nay chúng con cũng được Chúa đưa đến đây, không phải lên núi thánh, nhưng là lên nhà Chúa, để chúng con được rước Chúa lần đầu ngự đến tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con mỗi ngày được trở nên giống như Chúa khi biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Có một bài hát mà ngày hôm nay chúng con sẽ hát lên, đó là cảm nghiệm của chúng con, cho chúng con được chìm sâu trong Ngài. Khi chúng con nên một với Chúa, trở nên giống như Chúa, cuộc đời chúng con sẽ hạnh phúc. Dù có thể chúng con nghèo nàn về vật chất, thiếu thốn về những sự khác, nhưng có Chúa là có tất cả. Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay là lễ Chúa Hiển Dung và cũng là thánh lễ mà một lớp các em trong giáo xứ chúng ta được rước Chúa Giêsu thánh thể lần đầu. Chúng ta cùng sốt sáng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết. Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong hội thánh luôn cảm nghiệm được vị ngọt ngào từ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, để từ đó các ngài chia sẻ cảm nghiệm đó cho cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các bạn thiếu nhi được rước Chúa lần đầu hôm nay. Xin cho tất cả các bạn được Chúa biến đổi để trở nên sáng láng tốt lành hơn mỗi ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cha mẹ và các thầy cô giáo lý viên luôn nêu gương sáng cho các thiếu nhi trong việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Trỗi dậy đi, đừng sợ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn tham dự phục vụ hôm nay được trở nên một con người mới, can đảm sống đức tin và đem Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho mọi ơn lành cho chúng con. Xin Chúa đón nhận lời chúng con nguyện cầu. Xin cho chúng con hằng biết sống với Chúa bằng tình con thảo. Xin biến đổi chúng con nên con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính nhớ Đức Kitô hiển dung, xin Chúa thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây và chiếu rải hào quang của Người để thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người đã tỏ bày vinh quang cho các chứng nhân được tuyển chọn khi làm cho thân thể Người vốn giống như xác phàm chúng con được tràn ngập ánh sáng huy hoàng. Như vậy, Người chuẩn bị tâm hồn các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thập giá và làm cho ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏ nơi Người là đầu của hội thánh cũng sẽ rạng ngời trên toàn thân thể nhiệm màu. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: trời đất đầy bình quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành cho các em được rước Chúa lần đầu hôm nay. Xin Chúa nâng đỡ gia đình, cha mẹ và những người thân trong gia đình
để trở nên gương sáng cho các em. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
trường si. Hãy đến đây, Đức Kitô nguồn hy vọng chúng ta. Người là bánh bởi trời, nguồn nuôi dưỡng con người trên đường về trời cao, niềm tin sáng ngời. Niềm vui con lớn lao dường nào khi lần đầu được Chúa ngự vào. Chúa ngự vào lòng con thơ bé, ôi tình Ngài lòng con say mê. Xin cho lòng con mãi là đền thờ, đền thờ Chúa ba ngôi ngự trị. Xin cho lòng con mãi là đền thờ, trọn đời trong trắng đơn sơ. Hỡi những ai khát mong cuộc sống trường sinh, hãy đến đây, Đức Kitô nguồn hy vọng chúng ta. Người là bánh bởi trời, hành phương thuông cho người, xóa tội đời, tội nhân thành con Chúa Trời. Niềm vui con lớn lao dường nào khi lần đầu được Chúa ngự vào. Chúa ngự vào lòng con thơ bé, ôi tình Ngài lòng con say mê. Xin cho lòng con mãi là đền thờ, đền thờ Chúa ba ngôi ngự trị. Xin cho lòng con mãi là đền thờ, trọn đời trong trắng đơn sơ. Chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Trong đền thờ Chúa khói hương tỏa bay lung linh diệu vời. Chúa đang ngự đây luôn bên con từng ngày trên đường dương thế. Chúa vẫn nơi đây dù con không thấy, Chúa vẫn yêu thương. Con từ chối Chúa vẫn bao dung khi con bước chân về. Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Ân tình của Chúa thiết tha nào hơn mãn đã từ trời. Dưỡng nuôi hồn con, tim con như chạm vào bên bờ hạnh phúc. Con muốn nói lên rằng con yêu Chúa, con muốn ca khen lòng thương xót Chúa trong nắng xuân sang hay khi gió đông về. Chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Nó để hạnh phúc bánh thiên Ngài ban con xin trọn đời, khắc ghi hồng ân ra đi gieo lời Ngài dẫu đời sương gió. Luôn biết hy sinh vì tình yêu Chúa, luôn biết kiên trung dù buồn thách đố, luôn biết an vui khi không chỗ tựa đâu. Con
chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Màn con bước từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con như hoa sớm úa chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao, Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con lao đao kiếp sống bề dầu. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng đích con hiến dâng đời. Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình, để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài dìu đưa tin yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tựa ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng đích con hiến dâng đời. Trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh, để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin. Thank you.
Chúa trong lòng con, xin cho con quy hướng về Ngài trong từng tình chiều mến không ngơi. Chúa trong lòng con, Ngài đợi con giây phút tương giao, Ngài chờ con tha thiết dâng trao tình của Ngài như sóng dâng cao. Chúa trong lòng con, xin cho con tìm dưỡng mình Ngài, xin cho con ôm ấm riêng Ngài. Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhầm vào sương sông thần linh đang tuôn trào tràn chứa dường bao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong mầu nhiệm hiển dung, Chúa đã tỏ cho các tông đồ thấy vẻ huy hoàng của Đức Kitô, chính Người cũng là của ăn chúng con vừa lãnh nhận. Xin cho chúng con nhờ của ăn này được nên giống Người hơn nữa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Con xin kính mời Cha xứ, quý cộng đoàn an tọa. Hôm nay, trong tâm tình phấn khởi vui mừng của các em thiếu nhi giáo xứ Trung Kỳ được rước lễ lần đầu, giờ đây con xin được trân trọng giới thiệu một em thiếu nhi nên đại diện cho các em xưng tội lần đầu lên con lời tri ân Cha xứ. Xin kính mời. Niềm vui con lớn lao dường nào khi lần đầu được Chúa ngự vào. Chúa ngự vào lòng con thơ bé, ôi tình Ngài lòng con say mê. Trọng kính Cha xứ Giuse kính yêu của chúng con, kính thưa quý ban mục vụ giáo xứ, quý thầy cô giáo lý viên cùng tất cả cộng đoàn. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại và đặc biệt của chúng con, là ngày đầu tiên chúng con được rước Chúa vào lòng. Con xin đại diện cho các bạn được rước lễ hôm nay, nói lên tâm tình và lòng biết ơn của chúng con tới Cha xứ và thầy cô giáo lý viên. Kính thưa Cha xứ, trong suốt thời gian vừa qua, Cha đã quan tâm đặc biệt đến chúng con. Cha tĩnh tâm giảng dạy về ý nghĩa của bí tích thánh thể, giúp chúng con nhận biết tình yêu của Chúa qua bí tích giải tội. Cha đã hướng dẫn xét mình, giải tội, lo liệu các công việc và ban thánh lễ rước lễ lần đầu cho chúng con, để ngày hôm nay chúng con được rước Chúa vào lòng lần đầu tiên qua hình bánh rượu các trọng thể. Chúng con thật vui sướng dường nào, nguyện xin thánh cả Giuse quan thầy ban cho Cha sức khỏe và bình an để Cha chỉ bảo dạy dỗ và cầu nguyện cho chúng con qua các thánh lễ và qua các bài giảng trong thánh lễ, để chúng con luôn thấy Chúa Giêsu thánh thể hiện diện trong nhịp sống hàng ngày của chúng con. Kính thưa các thầy cô giáo lý viên, chúng con được rước lễ lần đầu hôm nay cũng là nhờ hy sinh của các thầy cô. Các thầy cô đã dạy giáo lý và hướng dẫn chúng con đón nhận Chúa Giêsu thánh thể. Các thầy cô giúp chúng con hiểu biết Chúa,
yêu Chúa và yêu mến nhau nhiều hơn. Chúng con xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho các thầy cô luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an để tiếp tục dạy chúng con những bài giáo lý. Chúng con xin hết lòng tri ân bố mẹ là những người đã sinh ra và nuôi dạy chúng con khôn lớn, hàng ngày đã thúc giục chúng con đi lễ và học giáo lý mỗi tuần, hướng dẫn chúng con cầu nguyện trong các giờ kinh gia đình. Chúng con xin cảm ơn thầy đệ đã dạy chúng con những bài hát trong thánh lễ và những bài hát vui chơi, đặc biệt là những bài hát có ý nghĩa trong ngày rước lễ lần đầu tiên của chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn ban mục vụ giáo xứ đã lo liệu tổ chức và sắp xếp cho chúng con buổi lễ hôm nay thật trang nghiêm và sốt sắng. Chúng con xin cảm ơn ban kèn đồng giáo xứ đã rước và phục lộ thánh lễ trang trọng trong ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn quý cộng đoàn vì tình yêu thương thiếu nhi chúng con đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện chúng con. Cuối cùng, chúng con kính xin cha xứ, quý thầy cô giáo lý viên, quý cộng đoàn luôn luôn yêu thương, chăm sóc, giáo dục và cầu nguyện cho thiếu nhi chúng con mỗi ngày một khôn ngoan và yêu mến Chúa hơn. Chúng con hết lòng cảm tạ và tri ân. Để tỏ lòng biết ơn và tri ân, chúng con có bó hoa tươi thắm dâng lên cha xứ kính yêu của chúng con. Vâng ạ, để con xin đại diện cho 54 gia đình có các em xưng tội rước lễ ngày hôm nay. Sau khi kết thúc thánh lễ, con xin trân trọng kính mời cha về dưới nhà hầm tổ chức buổi sinh hoạt và buổi sinh hoạt và liên hoan cùng với các em thiếu nhi cùng với 54 gia đình chúng con. Và con cũng xin trân trọng kính mời các thầy cùng tất cả các cô giáo lý viên, cùng tất cả 54 phụ huynh của các em có con em xưng tội hôm nay về tới nhà hầm kia để chúng ta cùng tổ chức giao lưu sinh hoạt cho con em ạ. Con xin cảm ơn. Tôi xin cảm ơn em bé đã đại diện cho các bạn thiếu nhi cũng như các gia đình có lời chúc mừng, cảm ơn tới tôi cũng như các thầy cô giáo lý viên và tất cả mọi thành phần. Đây là một giám đốc tương lai của giáo xứ chúng ta, cho một tràng pháo tay. Rồi, hôm nay có bạn Trần Đắc Hồng Minh hát đáp ca. Thì bạn ấy cũng muốn trở thành một sale, một cái tổng giám đốc trong tương lai. Cho một tràng pháo tay nữa. Nhưng mà dù là tổng giám đốc hay là giám đốc, nhưng mà nếu mất Chúa thì cũng vứt đi nhá. Cho nên cái quan trọng là có Chúa đồng hành với mình, ở với mình. Như bài hát chúng con vừa hát lên là: cho con được chìm sâu trong Ngài, chìm sâu trong Ngài. Nào các bạn thử hát lại cái câu đấy nhé. Cho con được. Hát được không nào? Cho con được. Cho
cho con được chìm sâu trong Ngài, chìm sâu trong Ngài, chìm sâu trong Ngài. Hát lại nhé, hát lại lần cuối cùng ấy thì thầm thôi nhé. Nó xuống dần như kiểu nó đến sâu đến mức mà không còn sâu hơn được nữa nhé. Cho con được, hai một, cho con được chìm sâu trong Ngài, chìm sâu trong Ngài, chìm sâu trong Ngài, chìm sâu trong Ngài. Rồi, cho một tràng pháo tay nữa. Và tôi cũng chúc cho cộng đoàn cũng như tất cả mọi người tham dự vào thánh lễ hôm nay cũng được chìm sâu trong Chúa như các em thiếu nhi ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả cộng đoàn. Xin mời chúng ta đứng để kết thúc thánh lễ. Tôi cũng xin được đại diện cho cộng đoàn xin cảm ơn camera của anh Vũ, cảm ơn một người bạn đồng hành quay camera hôm nay đã đến để phục vụ chúng tôi trong thánh lễ này. Xin các bạn cho hai cameraman một tràng pháo tay nữa. Lát nữa sau thánh lễ thì chúng con sẽ lên để cha sẽ trao quà. Mỗi một bạn sẽ lĩnh lấy một quyển sổ và một cái cây bút. Quyển sổ này để ghi nhật ký thiêng liêng. Lấy cái tựa đề, cái trang đầu tiên viết vào đấy là nhật ký thiêng liêng. Nghĩa là hàng ngày mình cầu nguyện với Chúa như thế nào, mình làm được những việc thiêng liêng tốt đẹp nào, đi dự thánh lễ, lần chuỗi mân côi hay là đi viếng Chúa. Tất cả mọi việc chúng ta làm, chúng ta sẽ ghi vào quyển sổ nhật ký thiêng liêng đó. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trong đèn thờ Chúa khói hương tỏa bay lung linh diệu vời. Chúa đang ngự đây luôn bên con từng ngày trên đường dương thế. Chúa vẫn nơi đây dù con không thấy, Chúa vẫn yêu thương dù con từ chối, Chúa vẫn bao dung khi con bước chân về. Con chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Thiên tha nào hơn mặn na từ trời, dưỡng nuôi hồn con, tim con như chạm vào bên bờ hạnh phúc. Con muốn nói lên rằng con yêu Chúa, con muốn ca khen lòng thương xót Chúa trong nắng xuân sang hay khi gió đông về. Muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Nó để hạnh phúc bánh thiêng Ngài ban, con xin trọn đời khắc ghi hồng ân ra đi gieo lời Ngài, dẫu đời sương gió luôn biết hy sinh vì tình yêu Chúa, luôn biết kiên trung dù buồn thách đố, luôn biết an vui khi không chỗ tựa đâu. Con chỉ muốn hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Con
chỉ muốn hát lên hát.